Tôi Phùng Ngọc Tĩnh, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2021. Thời gian trôi thật nhanh phải không các bạn? Thế mà đã gần hết một quý của năm 2021 rồi. Mấy hôm trước thì tôi đã giới thiệu với các bác một số những cái cổ vật, theo tôi thì đó là những cái đồ giả cổ tinh vi. Thì hôm nay thì các bác nhìn thấy qua một số cái hình ảnh trên màn hình thì các bác đã nhận ra đây cái chủ đề ngày hôm nay tôi nói là sẽ là những cái đồ toàn là đồ màu phải không ạ? Có 3 món đồ màu mà theo tôi cũng là giả cổ tinh vi. Nói là tinh vi ở đây thì nó cũng theo một cái nghĩa tương đối. Có nghĩa là với những bác mà đã là sành sỏi và có thể nói là chơi đầy lão, gọi là lão luyện rồi đấy, thì có thể phân biệt thì tương đối đơn giản. Nhưng mà với những cái bác nào mới chơi, đặc biệt là khoảng tầm dưới 10 năm, thì cũng có thể không phải là điều đơn giản. Thì cái cũng như tất cả các video trước, đối tượng tôi hướng tới là xin được hầu chuyện và trao đổi với những chia sẻ, gọi là biết sao nói vậy, với những bác nào gọi là mới chơi hoặc là chưa hẳn là đã nhiều kinh nghiệm về cái trong cái việc phân biệt gốm sứ. Thế thì các bác nhìn thấy rồi, ở trên màn hình có cái món bên phải ấy, được đấu giá là 690 triệu đồng. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu đi vào nhé. Tôi sẽ trao đổi với các bác, xin được hầu chuyện các bác và cái bà hôm nay chỉ được nói 3 món thôi, nhanh gọn. Và bây giờ xin phép các bác chúng ta được bắt đầu nhé. Đây là hình ảnh một cái bình. Cái bình kiểu này á thì thông thường thì người ta gọi là những cái tiếng Anh con đồ vẽ con bướm thì gọi là butterfly, và cái dòng này người ta gọi là dòng men hường. Cái đồ kiểu này thì được làm phần lớn vào đời vua Quang Tự. Trước cả có thể trước một chút, nhưng mà nhiều làm được làm nhiều vẫn là đời Quang Tự. Và cũng không hiểu vì lý do gì mà cái số lượng của nó có lẽ không nhiều. Mà hiện nay giá bán của những cái đồ này trên thị trường, nếu đồ thật, giá trị rất là cao. Và như vừa nãy tôi nói, có một cái món giá của nó lên đến 690 triệu đồng. Đó. Thì đây là một cái món mà tôi cụ thể tôi đang đi muốn trao đổi với các bác. Mời các bác nhìn kỹ. Đây bên phải này tổng thể, còn bên trái là cái hình phóng to hơn, cái miệng bình đây. Còn đây là cái phần phía dưới của cái miệng bình, tức là cái phần ở trên cái vai và nó là cái đoạn cổ của cái bình đó. Đấy, mời các bác cùng nhìn cái hình ảnh người ta vẽ các con bướm. Nhìn có vẻ khá thuyết phục, phải không ạ? Còn đây là miệng bình này, các bác nhìn trên xuống và các bác nhìn kỹ bắt đầu. Các bác tập nhìn cái nước men. Đầu tiên các bác nhìn nước men này, men ở miệng bình nhìn trên xuống này. Và men, đây này, ở cái thân bình và ở cổ bình. Mời các bác nhìn kỹ vào đây là hình ảnh các con. Lát nữa chúng ta sẽ trao đổi lại để họa tiết sau. Và đây cận cảnh hơn, các bác nhìn kỹ nước men và các họa tiết. Các bác cảm nhận xem là nó thật sự là chuẩn cổ hay là non đồ. Đấy, theo qua các cái màu sắc trang trí. Cái này thì được đấu giá trên eBay vào ngày 21 tháng 2 năm 2021, tức là cách đây 3 tuần phải không ạ? Và giá của nó là 1.560 bảng Anh, tức là tương đương với, ở đây là tôi tài khoản của tôi là ở nước Úc, đâm là nó quy ra thành đô Úc là 2.780 đô Úc, cộng thêm với cước phí vận chuyển là 213 đô Úc, tương đương 120 bảng Anh. Thì như vậy thì tôi cứ tạo ước lượng một đô Úc hiện nay á, sắp xỉ 18.000. Thì ta cứ lấy 2.700 mà nhân 20 đi. Đấy. Như vậy là sắp xỉ năm khoảng tầm 53 triệu đồng. Đấy, chưa kể cước vận chuyển và thuế, phải không ạ? Sắp xỉ 60 triệu đồng. Cho cái bình này, hơn 60 triệu đồng cho cái bình này, tất cả các loại chi phí vào.
Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng cho nhau trao đổi nhé. Bây giờ đối tượng chúng ta sẽ nghiên cứu cái bình này đầu tiên, xem nó có thật hay giả. Thì và mời các bác ta nghiên cứu kỹ. Ở đây mời các bác trước tiên đi vào nghiên cứu thì chúng ta tham khảo một cái bình được đấu giá bởi Sotheby's. Và các chuyên gia của hãng Sotheby's người ta đã xác định nó là vào đời vua Quang Tự. Nó có hiệu đề Quang Tự và cũng là xác định vào đời vua Quang Tự. Thế thì bây giờ mời các bác nhìn kỹ cái tổng thể nước men và bắt đầu đến họa tiết màu sắc. Còn đây là cái bình mà chúng ta vừa đang nghiên cứu. Bây giờ các bác hãy cùng nhìn tổng thể. Các bác thấy là nước men ở bên nào nó non hơn. Thì rõ ràng cái hình bên trái non hơn. Có phải không ạ? Đấy. Sau đó thì về họa tiết chúng ta hãy tính sau nhé. Bây giờ ta hãy nhìn tổng thể. Với những cái hình nó mang tính chụp tổng thể hai chiếc bình này. Mời các bác chúng ta hãy nhìn kỹ chiếc nước men cái đã. Đấy. Rõ ràng chúng ta đã nhận ra đó là cái nước men ở đồ bên trái non đồ hơn. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nhìn tổng thể cái đồ thật ở cái hình phóng to hơn ở đây. Và sau đây là cái hình của cái đồ mà chúng ta đang đi nghiên cứu. Bây giờ mời bác ta hãy cùng so sánh là về, bây giờ ta không nói về nước men nữa, mà ta nói về họa tiết. Men ta đã nói rồi phải không ạ? Bây giờ các bác hãy cùng nhìn cái con này này với con này, con bướm này. Ở hai nơi, đây các bác nhìn thật kỹ này, bên nào nét nó tinh tế hơn, hài hòa hơn, bên nào nét nó thô hơn. Ta nhìn rất là rõ bên này nét thô hơn. Có phải không ạ? Đây, khá thô và cứng. Tiếp theo nữa, bây mời các bác cùng nhìn đây này. Cái con bướm ở đây, ta nhìn thấy ta tổng thể, ta thấy là nó có những cái hiệu ứng nó hài hòa, chỗ đậm, chỗ nhạt. Đấy, về góc độ ánh sáng. Và ngược lại bên này, đây là gần như tất cả đều một màu. Tương tự như vậy, những cái con bướm được thể hiện bằng màu đen. Đấy, mời các bác cùng nhìn kỹ này. Đấy, cái cánh của nó này. Đó, phía cuối của nó có góc độ phai nhạt rất là hợp lý và nó có độ sắc sảo. Và ngược lại bên này, đấy các bác cùng nhìn đây này, gần như là nó kém tinh tế hơn và các màu sắc kém uyển chuyển hơn so với con bướm ở bên này. Tương tự như vậy, các bác so con này với con này, đấy ta sẽ nhận ra những cái điểm đó. Và đồng thời nữa, ở tất cả những cái con bướm khác, ở đây các bác nhìn thấy này, tất cả các yếu tố của nó đều hài hòa hơn so với bên này. Bên này tất cả nó đều gần như một màu, và nét của nó cứng hơn. Đấy, đấy ngược lại bên này, đây tất cả các yếu tố màu sắc của nó hài hòa hơn, đấy, uyển chuyển hơn. Đấy, chúng ta nhận ra. Và đây mời các bác nhìn kỹ các cái nét ở đây này. Đấy, tương tự như vậy, các cái hình thể hiện cái màu này này. Đấy, ta thấy là trong cùng cái cánh của con bướm. Đấy, các bác nhận ra cái nét màu sắc của nó thể hiện nó tinh tế hơn so với bên này. Đấy, và tương tự bên này. Đấy, và tất cả các nét đây này ta so sánh này. Đấy, bên này đấy, nó kém. Trông nó không có cái độ tức là nó kém. Đương nhiên ta nhận ra cái nét kém tinh thần hơn. Đấy, tất cả các con bướm ta so sánh, ta sẽ nhận ra đó, ta so sánh đó, nó kém cái độ sắc nét hơn, tinh tế, kém độ cả độ tinh tế đó. Và đây dưới độ phóng to này, đây các bác nhìn kỹ hơn này, các bác thấy này, ngay từ những cái nét ở trên này, phía trên này này, đấy người ta thể hiện rất là cứng, các bác nhìn này đấy, nét khá là cứng. Đấy, ngược lại bên này, tất cả những cái nét của nó có cái độ mềm mại hơn. Đấy. Và đây mời các bác nhìn kỹ đây, tất cả nó đều thể hiện một cái màu khá là kém đẳng cấp. Đấy, đặc biệt con này này, các bác nhìn này, con này này. Đấy, cái màu sắc của nó có thể hiện cái độ đậm nhạt một chút, nhưng mà nhìn nó khá là thô vụng. Đấy, tất cả các con vật, các bác nhìn đấy, bên này nó tinh tế hơn hẳn. Đấy, các yếu tố màu sắc ở hai nơi các bác đều có thể nhận ra. Và ở góc độ to hơn, các bác nhìn thấy đây, đây là nước men bóng, nhưng mà bóng kiểu bóng mới, chứ không phải là cái ngả màu thời gian của đồ, bóng thời gian của đồ,
Đó. Tôi vẫn nhắc lại cái câu đó đấy, để các bác chúng ta tham khảo. Còn ở đây mời các bác ta nhìn kỹ. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến cái màu vàng nền đấy, kết hợp với các màu sắc khác ở bên này. Đấy, bên này đầu tiên là ta nhìn thấy cái màu vàng. Đấy, cái màu vàng của nó bên này nó có những cái nét, nó như kiểu nó có cái sự chuẩn màu và nó có sự chuyển màu của đồ sâu tuổi trên cái nền màu vàng này này. Và ngược lại bên này, người ta tạo ra một cái màu nó kiểu gì đấy. Nhưng mà các bác nhìn thấy này, nó rất là kém tinh tế. Này, nhìn qua những cái này, nó kém. Và đây trên, và vì vậy giữa các cái độ tương phản và độ tinh tế, sự đối lập trong các màu sắc, trong cái kết hợp các màu sắc, các bác thấy ở cái đồ thật nhìn nó tinh tế hơn hẳn, nó khác hoàn toàn. Đấy, bên này tất cả các nét của nó đều kém độ sắc nét. Đấy, các bác nhìn này, bên này đây này, các cái màu của nó có độ tương phản, nó khác hẳn. Đây bên này các màu của nó màu nào cũng nhờ 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 và rất kém sắc nét. Ở góc độ kỹ hơn đấy, các bác sẽ nhìn thấy con bướm nó kém tinh tế như thế nào. Đấy, và tương tự như vậy đây này, với con này này, với con này các bác nhìn thấy ở hai nơi đấy, nó cũng có sự khác nhau. Đó. Đây con này với con này và con này đấy, các bác tôi không cần nhắc lại nhá. Và lần nữa các bác lại nhìn lại nước men đấy. Bên phải rất là non non đồ. Và sang đến chôn đế ở đây, các bác thấy nhận thấy này, đây là cái hiệu đề Đại Thanh Quang Tự Niên Chế, phải không ạ? Đấy, mời các bác chúng ta lại cùng nhìn kỹ đấy, cái màu vàng, các màu sắc này. Còn bây giờ sang, tương tự như vậy, tôi đã nói rồi, như ở cái cổ bình đấy, thì ở đây các màu sắc của nó cũng như vậy. Các nét của nó ở đây rất là thanh, dịu mắt. Ngược lại bên này, các nét của nó khá là thô. Và màu vàng của nó, như tôi nói rồi, tôi không nhắc lại. Đấy. Các màu sắc ở bên này nó đều thể hiện cái hàn màu thời gian và nó có độ tương phản rất là hài hòa. Và ngược lại bên này nó phản ánh những cái nét mới. Và cái chôn đế ở đây cố tạo tạo ra cái lớp lạc tinh ten dỉ ở cốt, nhưng không. Nếu các bác có kinh nghiệm, các bác hãy nhìn ra đây là cái lớp người ta làm giả. Ngược lại bên này mặc dù nhìn đồ cốt của nó trắng nhưng nó lại là cái màu tự nhiên của đồ. Thôi nó luôn luôn là như vậy, khác nhau. Người ta cố tình người ta làm như vậy nhưng nó rất là khác. Trong một cái chương trình hơn 10 phút hoặc 20-30 phút để tôi nói kỹ hơn thì tôi không thể nói được. Nhưng mà tóm lại là các bác phải nhìn thật nhiều. Đấy. Không nên để những cái nét 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 nó lạc tinh giả tạo như này. Nó đánh lừa. Đấy. Người ta tạo ra những cái màu thời gian giả tạo. Và bên này các bác hãy nhìn kỹ đây. Đây là cái màu Iron Red, người ta làm cái hiệu đề. Và bên này giữa hai nơi đây là một cái nét của nó rất là mới. Đấy, bên này đồ của nó, màu sắc của nó tương đối chuẩn. Và giá bán của cái đồ chuẩn đây được đấu giá bởi Sotheby's, các bác hãy cùng nhìn đây. Giá của nó là 25.000 euro. Và như tôi nói đấy, nó quy ra tiền Việt nó khoảng xấp xỉ 690 triệu đồng. Bây giờ sang đến cái món thứ hai, cũng là đồ màu. Những cái dòng đồ này thì nó thể hiện các màu sắc khác nhau trên cái nền màu vàng, và người ta gọi là pha mi dâu. Các cái đồ được trang trí bằng màu trên nền màu vàng. Đấy, xin lưu ý các bác như vậy. Đây mời các bác lại nhìn tổng thể. Đây là bên phải là cái hình tổng thể của cái bình đó, còn đây là cái hình phóng to hơn cái cổ bình. Đấy. Các bác nhìn kỹ nhé, màu sắc này, màu vàng, các cái hình ảnh họa tiết tương tự như vậy ở đây. Đấy. Màu nền và họa tiết, và đây là cái miệng bình chụp từ phía trên xuống, các bác đã nhận ra đây này. Đấy. Cái màu sắc của nó là màu ngả, màu xám xám, dại dại, không hề có màu thời gian. Đây, cái men người ta nhận ra cái men kém đẳng cấp. Không phải vì cái nét sần sùi theo kiểu cùi dừa như này, mà tôi nói nó là đồ giả. Mà có phải nhìn tổng thể ở đây là cái men của nó màu ngả xám, non dại. Đấy, rất dại. Và tương tự như vậy ở đây là cái cốt của nó. Một lần nữa các bác nhìn lại cái nét lạc tinh. Đó, như y xì như vừa nãy. Đó.
Và đây cái nước men của nó cũng không ra trắng như tuyết, nó không ra trắng như tuyết mà nó không hẳn là cái đồ ngả màu thời gian của cái men men ngả màu thời gian của đồ Khang Hy. Đấy, như vậy đây các bác cần phải lưu ý. Và để rõ hơn mời các bác tham khảo, đây là một cái đồ xuất khẩu bên bên phải này, đồ Khang Hy, cái bình của tôi trong bộ sưu tập của tôi. Đấy các bác nhìn thấy này, cái men của nó này. Đấy, nó ngả màu, nó khác hẳn. Mặc dù cái cốt ở đây là cái cốt nó bị qua đẻ các thời gian, qua các cái lớp bẩn nó bám vào, nhưng hoàn toàn có thể lau sạch được các lớp bẩn này và nó sẽ trở về cái cốt của đồ Khang Hy rất trắng. Đấy. Nhưng mà nói tóm lại ở đây, mặc dù cái tôi đã để nguyên, tôi không có lau chùi đi, tôi muốn để nguyên cái tự nhiên của nó, thì ở đây đây các bác để ý này, màu men này, đấy men bóng ngả màu thời gian. Đây tương tự men đấy cũng vậy, men đấy cũng vậy. Đấy, và tất cả yếu tố của nó màu sắc rất tự nhiên. Và ngược lại bên này các bác nhìn thấy này, cái men của nó không phải là men đồ chuẩn, đồ Khang Hy. Và cốt vậy, đây là cái lớp cốt người ta làm lạc tinh giả tạo. Đấy. Đây là cái hình phóng to hơn nhá, và bây mà các bác cùng phóng to hơn lại một lần nữa, các bác cùng nhìn đấy, men ở đây này nó vô lý nữa. Ở một cái điểm này người ta tạo ra một cái lớp phía bên ngoài, tạo ra thành một cái màu lạc tinh của cốt theo thời gian. Tương tự như vậy, đây người ta tạo ra cái lớp men ở đây này, men đây nó trắng như thế này mà. Ở đây không có lý do gì cái lớp men này người ta tạo ra một cái lớp bám theo kiểu như thế này nó. Đấy, các bác sẽ để mục đích của nó làm như vậy là gì? Để che đi, nếu như không bôi cái lớp này vào mà để nguyên như thế này thì nó sẽ lộ ra đây là cái lớp men non dại, và người ta đã cố tình người ta làm cái lớp bôi như vậy để nó che đi cái phần men non dại ở đây đó. Cho nên các bác cần phải lưu ý, đó cũng là với kinh nghiệm để một được tôi chia sẻ rất là chân tình trong quá trình nhìn đồ của các bác nhé. Ở đây bây giờ sang đến cái này thì được đấu giá trên eBay với giá là 698 bảng Anh và tương đương 1.244 đô Úc. 1.244 đô Úc nhân với 18, 12 mà nhân với 18 là tôi cứ cho xấp xỉ cộng thêm cước vận chuyển nữa. Tôi cứ cho khoảng tầm 12 nhân 18 thì nó cỡ khoảng tầm 24 25 triệu gì đó, triệu đồng. Như vậy là cũng chứng tỏ là nhiều người đã nhận ra đây là hàng bom mìn, và vì vậy nó mới có giá khoảng 24 25 triệu. Chứ đúng đồ Khang Hy chuẩn đồ cái này thì sẽ không có cái giá đó. Và đây là một cái đồ bom mìn các bác nhé. Và bây giờ để mời các bác chúng ta tham khảo thêm một cái đồ thật cũng dòng Famizun. Cụ thể đó là gì? Đó là cái màu nền màu vàng ở trên được trang trí bằng các màu sắc khác, phải không ạ? Vâng, mời các bác ta nhìn kỹ, đây cũng là tổng thể và đây là hình phóng to hơn. Đó. Các bác nhìn thấy là cái nước men của nó này, nó óng óng và nó có độ ngả màu thời gian. Các cái màu sắc của nó đây là nó có độ phai màu nhưng nó có độ chìm của cái đồ sâu tuổi. Đấy, các bác cùng nhìn đấy. Đấy, hình ảnh cây tùng đây các bác cùng nhìn thật kỹ, và các cái màu sắc khác, đấy, màu nâu của thân cây vân vân, nó đều có cái độ chìm trong màu thời gian và độ ngả màu của đồ. Bây giờ mời các bác chúng ta so sánh này, ở đây tất cả là một cái thứ màu. Đấy các bác cùng nhìn các cái bông hoa này, các cái bông hoa này, lá này, hình ảnh con chim này. Đấy. Mặc dù nét vẽ nhá, tôi nhắc lại nét vẽ khá đẹp nhưng màu sắc ở đây từ cái màu này các bác thấy là nó đã không có cái hẳn đồ thời gian của cái màu nền. Đó. So bên này đây, các cái màu sắc của nó đã có cái độ chìm, độ phai màu và độ óng bóng rất chuẩn của đồ sâu tuổi. Đấy, còn ngược lại bên này đây các bác cùng nhìn đây này, nó không hề có độ sâu tuổi. Và tương tự các màu sắc khác đây vậy. Đấy, các màu sắc nó không hề có độ chìm sâu, nhìn nó không có độ chìm. Đấy. Và các cái họa tiết đây màu nâu các bác cùng nhìn đây này, giữa cái màu bên này với màu bên này
ta sẽ nhận ra đấy, màu xanh với màu xanh, màu vàng với màu vàng, màu nâu với màu nâu, tất cả các màu sắc khác. Nó bên này nó mặc dù nét vẽ tương đối đẹp, nhưng không phải nói là đẹp lắm, nhưng tương đối. Nhưng mà cái độ chìm và cái độ phai màu, độ hằn thời gian của màu sắc không hề có. Đấy, mà các bác nhìn kỹ hơn cái đồ chuẩn. Đấy. Và tương tự như vậy, đấy, hàng bom mìn này các bác cùng nhìn, tất cả các yếu tố màu sắc của nó đều không có cái độ hằn thời gian, rất kém cỏi. Và một lần nữa các bác nhìn phóng to hơn cái đồ thật đây này. Đấy, đây là một lần nữa các bác cùng nhìn, so sánh theo cặp giữa hai nơi. Và cái món này được đấu giá bởi Bonhams. Bonhams cũng là một cái hãng tương đối nổi tiếng. Và đây mà ông nhìn là giá của nó là tương đương với hơn 20.000 đô Úc, tức là xấp xỉ khoảng tầm 36-37 triệu đồng ấy. Đó. Đây là mới là giá đấu giá, chưa kể thuế và cước vận chuyển nhé. 36-37 triệu đồng. Ô, tôi xin lỗi các bác, khoảng tầm 360-370 triệu đồng. Tôi xin lỗi, tôi nhầm. Đây là 20.278 đô Úc nhé. Đó. À, tương đương 11.312 đô, 11.312 bảng Anh. Đấy, như vậy là nó xấp xỉ gần 400 triệu đồng. Đó. Và mời các bác tham khảo thêm một cái đồ nữa, cũng là dòng Famizun, có cái nền màu vàng và cái màu sắc khác ở bên ngoài, trang trí trên cái nền màu vàng. Đó, mời các bác cùng nhìn, đây là dòng đồ Khang Hy của cái bảo tàng, nó có tên là bảo tàng tên là Met. Đấy, mời bác nhìn kỹ đây, các cái nét hằn thời gian của màu sắc này. Đấy, nét độ lạc tinh của thời gian trên cái màu. Tất cả các loại màu sắc các bác sẽ nhìn thật kỹ. Đấy, nó có độ lạc tinh của cái đồ sâu tuổi. Rõ hơn nữa ở cái góc độ khía cạnh khác, người ta vẽ mai điểu này. Đấy, các bác cùng nhìn đấy. Tất cả các màu sắc đây này, màu này, màu iron red này, màu nâu sậm này, màu xanh này, tất cả đều có cái nét hài hòa cùng với cái màu nền, nó tạo ra cái độ phai màu, độ chìm và đặc trưng của đồ sâu tuổi. Đấy, các bác cùng nhìn thật kỹ. Mặc dù tao cảm giác như cái màu nền ở đây nó hơi loang lổ, nhưng mà xét về tổng thể tất cả cái yếu tố chìm của màu sắc, chúng ta sẽ nhận ra đây chính là đồ chuẩn đồ. Đó. Tất cả các yếu tố. Đó. Và ngược lại, đấy các bác cùng so sánh, người ta sẽ nhận ra cái nét mới của hàng bom mìn này. Đấy, các bác nhìn ra. Đó. Nó không hề có độ hằn thời gian nào nếu so sánh. Các bác nhận ra ngay lập tức. Và đây là cái đồ của cái bảo tàng. Nó tên là Met, The Met Museum. Các bác lưu ý đây. Đó. Đây là cái đồ người ta nói là cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, tức là vào đầu đời Khang Hy. Đó. Mời bác sang món thứ ba, cũng là thuộc về dòng đồ màu đây. Mời các bác cùng nhìn đấy, các màu sắc này, men này. Đấy, ở góc độ chụp khác là một cái bát này. Đấy, các cái họa tiết này, màu sắc này. Đấy, hình ảnh nhìn có vẻ khá là thuyết phục. Đấy, các cái hình ảnh, các màu sắc, đấy, các bác cùng nhìn kỹ. Đấy, cái hình ảnh cái cây men, đây là chôn đế. Phần sau mà cứ nhìn thấy cái màu cốt kiểu này là các bác đặt một dấu hỏi cho tôi nhá. Tạo ra màu ten rỉ sắt nhưng mà nhìn nó rất là dại, nó không phải đồ tự nhiên. Và đây cái nước men của nó cũng là tươi màu, khá non. Đấy, ở góc độ khác, chụp khác của chôn đế, đây mời các bác nhìn, ta nhận ra cái nét mới của cốt nó như thế nào. Đấy, mặc dù tạo ra nó rất ten rỉ. Đấy, thật chú ý cẩn thận các bác nhé. Đây là nước men, các họa tiết này. Đấy, góc độ to hơn, các bác sẽ nhìn thấy ra cái nét cà trớn của nó, rất là mâu thuẫn.
Còn đây mời các bác tham khảo một cái đồ thuộc về giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc, tức là những cái năm 1930 đến 1949 phải không ạ? À, xin lỗi, 1913 đến 1949. Đó, mời các bác cùng nhìn đây này, từ màu Iron Red này, các cái hình ảnh cây cối, vẽ người, vân vân. Bây giờ mời anh ta sẽ nhìn chi tiết hơn cái đồ Trung Hoa Dân Quốc này, các bác cùng nhìn. Đấy, tất cả màu sắc. Bây giờ ta hãy so sánh theo cặp. Bên mời các bác để ý đây này, cái màu Iron Red này. Đây nhìn một cái là các bác nhìn thấy là nó thấy cái nét bất bình thường, khá là tươi mới phải không ạ? Và ở đây mặc dù nét vẽ ở đây cũng khá là đẹp, nhưng các bác nhìn thấy này, giữa cái phần vẽ hai nơi thì bên này nó có độ sắc nét và độ tinh tế hơn ở cái đồ Trung Hoa Dân Quốc. Đấy, lưu ý các bác. Bây giờ cùng các bác cùng nhìn thấy cây bên phải là đồ Trung Hoa Dân Quốc này, bên trái là cái bát mà theo tôi là hàng bom hình. Các bác hãy cùng nhìn thấy đây này, các nét của nó tương đối là kém và khá là tươi màu. Và ngược lại bên này các bác hãy cùng nhìn đây này, các nét của nó hài hòa, màu sắc của nó đã có cái độ chìm. Đó. Mặc dù nó chỉ là đồ Trung Hoa Dân Quốc, tức là mới là cận tuổi cổ vật chứ chưa đạt tuổi cổ vật. Đó. Hoặc là đã trên 100 năm nhưng mà không phải là đồ sâu tuổi. Đấy, xin lưu ý các bác cái điểm này. Đấy, ta nhìn thấy các nét của hai nơi. Không phải vì bên nào nó vẽ đẹp hơn bên nào để tôi đánh giá, mà các bác hãy cùng nhìn thấy là cái nét chìm, cái nét hài hòa trong màu sắc. Bên này rõ ràng ta nhìn thấy nó khá là tươi màu. Đó. Và nó kém tinh tế hơn. Đây là cái đồ Trung Hoa Dân Quốc đây. Đấy, về mà so sánh hai nơi đấy, nhìn kỹ này, cái màu Iron Red này với màu Iron Red đấy, bên này các cái nét của nó nhìn nó khác hẳn. Đấy, bên này này các bác nhìn này. Đấy, giữa hai nơi màu sắc bên này nó gắt hơn nhưng mà nó lại không thể hiện được cái đồ của cái đồ màu Iron Red, đồ sâu tuổi. Đấy, các cái màu, tất cả các màu sắc khác đó, tất cả màu sắc khác của cái đồ Trung Hoa Dân Quốc nhìn nó vẫn tốt hơn. Còn đây là chôn đế của đồ Trung Hoa Dân Quốc đây, mời các bác cùng nhìn đấy, ta nhận ra cái cốt rất tự nhiên trắng phải không ạ? Ở đây nước men, và ta so sánh hai nơi đấy, bên này cố tạo ra cái màu vàng nhưng mà các bác nhận ra ngay cái đồ cà trớn của nó. Đấy, ai màu ai đét giữa hai nơi mà các bác cùng nhìn, các bác tự so sánh. Còn đây là phía trong lòng bát của cái đồ bom mìn. Đấy, các bác sẽ nhận ra cái nét tươi mới của nó. Có phải không ạ? Ở đây thì tôi rất là thích là những cái đồ nào tôi đưa vào nhưng mà tôi đã khẳng định bằng cảm nhận chủ quan. Tất nhiên tôi không phải là tôi dám nói tuyệt đối tôi đúng. Nhưng đây là một cái bát thuộc dòng đồ ký kiểu thể hiện chữ mà đã có một vài bác cho là đồ mới. Nhưng quan điểm của tôi nó vẫn là đồ chuẩn. Đồ ký kiểu cuối thế kỷ 19. Đó. Hoặc nếu có sang đầu thế kỷ 20 thì rất sớm. Nói tóm lại là chắc chắn theo quan điểm của tôi đủ tuổi cổ vật. Thế thì mời các bác ta cùng nhìn kỹ cái nước men giữa hai nơi, và đặc biệt là ta so sánh phía trong cái bát của tôi với cái bát này. Đấy. Một số bác thì nhìn cái này thì bảo là đồ của tôi là đồ đồ mới. Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho các bác cùng nhìn. Đây giữa hai nơi. Các bác cùng nhìn này. Mặc dù tôi vẫn nhắc lại rất nhiều lần, khi so sánh cổ vật qua hình ảnh không phải là dễ. Bởi vì nó phụ thuộc vào góc độ lấy ánh sáng và trình độ chụp của người chụp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì với góc độ chụp này, tôi khẳng định được đây chính là cái hình bên phải của cái hàng mà tôi bảo là hôm bom mìn này. Nước men này, nước men non dại của hàng bom mìn, đồ mới. Và ngược lại ở đây các bác nhìn thấy là nó có cái độ bóng nhưng mà nó có cái độ ngả màu thời gian của đồ chuẩn cổ. Các bác đặc biệt lưu ý cho tôi, nhìn giữa hai nơi. Một số đồ chuẩn cổ tuy và dưới góc độ chụp mà nó lại được bảo quản tốt và người ta chụp bên trong nó rất là trắng và cảm giác như mới, nhưng những người có kinh nghiệm người ta vẫn nhìn ra được cái nước men chuẩn cổ nó khác
cái sự ngả màu thời gian, cái ánh sáng và cái ngả màu thời gian nó vẫn có nét khác so với đồ mới. Đây vẫn là đồ bo mìn các bác nhé. Đấy. Và một lần nữa ở đây thì cái đồ của tôi nhắc lại, theo tôi nó vẫn là đồ chuẩn cổ. Và như vậy thì hôm nay tôi đã vừa nghiên cứu với các bác là ba cái đồ bo mìn và giá của nó chúng không hề rẻ, phải không ạ? À, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào các bác.